Đường dây chứa gái đi khách thậm chí sử dụng trẻ vị thành niên đi khách với quy mô lớn do Võ Thị Huệ cùng nhân tình tổ chức một cách tinh vi, hoạt động kín kẽ dưới vỏ bọc của một khách sạn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa. Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh về chủ động đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực chứa gái đi khách và môi giới gái đi khách, công an quận Tân Phú đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm. Qua triển khai công tác nghiệp vụ, công an quận Tân Phú nắm thông tin về một đường dây chứa gái đi khách và môi giới đi khách quy mô lớn nên đã triển khai bắt quả tang hành vi của các đối tượng. Ngày 16 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đường dây chứa gái đi khách và môi giới gái đi khách do Võ Thị Huệ, tự là Băng 28 tuổi, quê Đắk Lắk cầm đầu. Trong thời gian qua, các quý ông hám của lạ ở quận Tân Phú truyền tai nhau về tú bà tên Băng, tập hợp hàng chục người đẹp nhận đáp ứng nhu cầu vui vẻ cho cánh mày râu. Thậm chí Băng còn có cả nhân viên là những thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi. Hoạt động đi khách của ổ nhóm Băng điều hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn quận Tân Phú. Thông tin về đường dây tội phạm này nhanh chóng được trinh sát nắm bắt cùng với các tin báo của quần chúng cung cấp cho lực lượng công an. Ban chỉ huy công an quận Tân Phú chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh tin báo của người dân, đồng thời xử lý nghiêm nhóm đối tượng kiếm sống bằng nghề phi pháp trên. Các trinh sát của công an quận Tân Phú khẩn trương xác minh thông tin về Băng, tú bà có tên thật là Võ Thị Huệ. Để che giấu thân phận, tránh bị lực lượng chức năng truy vết, Huệ đã lấy biệt danh là Băng. Giúp sức cho Huệ có gã nhân tình trẻ tuổi tên là Hồ Nhật Hào, 24 tuổi, quê Kiên Giang. Tài liệu trinh sát cho thấy, từ giữa tháng 8 năm 2023, Huệ có ý đồ kiếm tiền từ hoạt động cho gái đi khách nên cùng nhân tình bí mật giao kèo với Nguyễn Văn Sơn, chủ khách sạn Như Ý trên đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú nhằm phục vụ hoạt động phi pháp này. Được sự đồng ý của Sơn, Huệ và Hồ Nhật Hào lập tức thuê 3 căn phòng của khách sạn với giá 300.000 đồng một ngày. Bộ ba trên còn thuê các đối tượng khác gồm Võ Thanh Hào, 20 tuổi, Võ Thành Mến, 25 tuổi, cùng quê Hậu Giang, Huỳnh Nhật Duy, 22 tuổi, quê Cà Mau, Trần Nhật Hải, 25 tuổi, quê Bến Tre, làm chân rết, thay mặt quản lý số gái đi khách đang được chứa chấp tại khách sạn này. Tổ chức theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của các đối tượng chủ chốt, trinh sát xác định được cách thức hoạt động của đường dây tội phạm này. Để có nguồn tiếp viên phục vụ hoạt động đi khách, các đối tượng thông qua những hội nhóm kín trên mạng xã hội hoặc là ứng dụng chat để tìm các cô gái trẻ, nhẹ dạ ở các vùng nông thôn rồi chiêu dụ. Đồng thời nhóm Huệ còn thông qua đối tượng môi giới tìm nhân viên nữ đang làm nghề massage nhưng nợ tiền chủ cơ sở massage để chuộc về phục vụ cho đường dây đi khách của mình. Các nạn nhân sau khi được đưa đến khách sạn Như Ý, liền bị các chân rết dưới trướng của Huệ khống chế. Thậm chí các đối tượng còn ép nạn nhân phải chụp ảnh khỏa thân để khống chế, buộc họ viết giấy nợ nhằm cầm chân làm việc cho Huệ. Để yên phận, những phụ nữ trên buộc phải vui vẻ với khách làng chơi. Ngoài ra, Huệ cùng với nhân tình còn mồi chai, lôi kéo, dẫn dụ các cô gái trẻ khác vào con đường tội lỗi. Bằng đủ mưu ma trước quỷ, nhóm này đã bóc lột, làm nhục các cô gái bán dâm để trục lợi. Từ tài liệu của trinh sát thu thập, ban chỉ huy công an quận Tân Phú lên kế hoạch triệt xóa, giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt vào đường dây tội phạm này. Lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2023, nhận thấy cơ hội chín muồi, nhiều tổ trinh sát hình sự phối hợp với công an phường Tân Thành bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Như Ý. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 17 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động chứa gái đi khách, môi giới đi khách và mua bán người. Đồng thời truy xét xác định một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Ngay sau đó, nhóm đối tượng được đưa về trụ sở công an quận Tân Phú để làm rõ và xử lý. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huệ và gã nhân tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Huệ khai sau khi thông qua các đối tượng môi giới đã chiêu dụ hai cô gái trẻ tên là Nguyễn Thị Xê, biệt danh là Nguyễn Phương Thờ, 21 tuổi, quê Hải Phòng, Trần Thị Nhờ Hát, 18 tuổi, quê Bạc Liêu, đến khách sạn Như Ý để xin làm nhân viên massage. Tuy nhiên hai cô gái đã vỡ mộng, bị nhóm chân rết dưới trướng Huệ ép chụp ảnh khỏa thân, viết giấy nợ và bắt phải hành nghề đi khách để trả nợ. Các đối tượng dọa nếu không tuân theo
thì sẽ đăng công khai toàn bộ hình ảnh khỏa thân của hai nạn nhân lên mạng xã hội để làm nhục. Chưa dừng lại ở đó, Huệ tiếp tục chiêu dụ C và H, tiếp tục lôi kéo thêm em HPTQT, 17 tuổi quê Đồng Nai, đến khách sạn để các đối tượng khống chế, ép viết giấy nợ 30 triệu đồng, buộc phải đi khách bán thân trả nợ. Sau vụ việc này, C và H được Huệ chia lại mỗi người 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Huệ khai còn bỏ tiền ra để chuộc các nữ tiếp viên karaoke thiếu nợ má mì tại Bình Dương và Long An, đưa về khách sạn Như Ý để đi khách, kiếm tiền trả nợ cho mình. Huệ cùng nhân tình câu kết với Đàm Xuân Nguyên, 39 tuổi, quản lý một cơ sở massage ở thành phố Hồ Chí Minh, làm trung gian, trao đổi gái đi khách. Nhóm Huệ đăng tin hình ảnh của các cô gái lên một số trang mạng, hội, nhóm hoặc nhờ các quản lý massage, karaoke giới thiệu để tìm khách mua dâm. Các đối tượng chân rét, Mến, Duy, Hải, Thanh Hào được Huệ phân công giám sát, canh gác, quản lý số gái đi khách, không cho ra ngoài hoặc nói chuyện với người lạ. Huệ còn cho Nguyễn Thị Mộng Nghi làm nhiệm vụ giữ điện thoại, nhận cuộc gọi từ khách làng chơi. Khi khách có nhu cầu liên hệ thì Nghi nhận show và báo lại cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến sắp xếp, bố trí gái đi vui vẻ với khách. Sau khi khách đến nhận phòng, các đối tượng trên dẫn gái qua phòng khác để vui vẻ với khách. Khi xong việc, gái đi khách phải nộp lại toàn bộ tiền thu được trong ngày cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến giữ, đưa lại cho Huệ vào cuối ngày. Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày bộ đôi Huệ cùng với nhân tình đã thu lợi bất chính từ 10 đến 12 triệu đồng. Đến cuối ngày, cặp này chỉ chia lại cho các gái đi khách từ 500.000 đến 1 triệu đồng, gọi là tiền công. Nhiều gái đi khách tự nguyện hoạt động dưới trướng của Huệ đã thể hiện sự hối lỗi. Nguyễn Thị C nói vì hoàn cảnh nên em phải bước vào con đường này để kiếm tiền. Trong quá trình bị lừa về đây, do nợ nần tiền bạc quá nhiều nên em đành phải làm liều, rồi kiếm thêm các gái đi khách khác đến cho chị Huệ để có tiền trừ nợ. Giờ phút sắp đối mặt với hình phạt nghiêm minh mà mình phải nhận từ pháp luật, C và H đã khóc. Lời thú nhận muộn màng của C đã phơi bày tệ nạn mà nhiều thiếu nữ dễ sập bẫy, xa vào trên mạng xã hội. Hậu quả để lại chính là việc các cô gái không biết mình xa vào vòng lao lý, tiếp tay cho cái ác từ lúc nào không hay. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đang điều tra mở rộng, truy xét và bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Theo các chuyên gia, một trong những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhằm hạn chế, tiến tới loại trừ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tệ nạn bán thân, chính là tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, không chỉ trong nội địa mà cả khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Theo dõi chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở địa bàn dân cư thông qua công tác hộ tịch, hộ khẩu, tăng cường kiểm tra nhân khẩu ở địa bàn, giám sát chặt chẽ sự biến động dân cư trên địa bàn thông qua chế độ đăng ký tạm trú tạm vắng, giám sát chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự và các đối tượng có nghi vấn khác trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức đi khách, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động này để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gái đi khách, bạo lực, xâm phạm quyền cơ bản của người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống tội phạm góp phần hạn chế, tiến tới loại trừ nguyên nhân và điều kiện của tình trạng gái đi khách. Cần xác định việc giải quyết vấn đề gái bán thân là một trong những mục tiêu ưu tiên của chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tín dụng cho các hộ gia đình khó khăn để phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chương trình phòng chống tội phạm, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.